Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Văn Thế Web Và video này là một trong những video sẽ giúp cho các bạn giải quyết được cái vấn đề là Xây dựng nội dung trên mạng xã hội thôi các bạn ha Khi mà các bạn muốn bán hàng, muốn tiếp thị liên kết hoặc là xây dựng thương hiệu của chúng ta trên Internet Có một điều là chúng ta thường làm đó là đau đầu về cái chủ đề chúng ta muốn chia sẻ Không biết cái chủ đề đó chúng ta phải viết nội dung như thế nào để cho nhiều người follow chúng ta nhiều người họ thích xem đọc bài của chúng ta và thế sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta khắc phục với lại cái tình trạng này. Và chúng ta sẽ có đa dạng chủ đề trên kênh Facebook, Social, YouTube, TikTok, Instagram. Khi mà các bạn đã có cách chúng ta tạo dựng content rồi thì cái việc các bạn kiếm khách hàng vào để chúng ta bán hàng để xây dựng thương hiệu và để tiếp thị liên kết là một trong những cái cách rất là chất lượng thôi các bạn ha. Phương pháp này mình đã áp dụng và giúp cho mình tiết kiệm rất nhiều thời gian và video này thế chia sẻ cho các bạn cách chúng ta thực hiện được chuyện đó. Các bạn biết rằng ngày hôm nay AI nó đã giúp cho chúng ta rút ngắn thời gian làm việc và tăng công suất lên rất là nhanh các bạn ha. Nếu mà các bạn còn chưa biết cách chúng ta sử dụng AI nữa thì chúng ta sẽ bị lỗi thời, chúng ta sẽ bị bỏ quên thôi các bạn ha. Chúng ta sẽ bị bỏ lại. À, nếu các bạn chưa biết cách sử dụng AI nữa thì đến thời điểm này hôm nay À, chúng ta sẽ dễ bị lạc hậu à, nên do đó video này thế sẽ muốn giúp cho các bạn là cập nhật lại những cái kiến thức mà các bạn chưa có ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và đi vào cái việc là xây dựng nội dung trên à, youtube trên instagram trên tiktok facebook để giúp cho các bạn có được những cái lượng content rất là chất lượng ok chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi rồi đầu tiên các bạn sẽ mở một trình duyệt web bất kỳ ra chúng ta sẽ gõ vào ai văn thế web com đường dẫn mình có để như trên màn hình ha các bạn ha chúng ta sẽ nhấn enter rồi nó sẽ dẫn cho chúng ta tới một cái nơi đăng ký một cái chương trình ai có tên là gravity cry ha các bạn ha đây là một trong những con ai rất là mạnh để giúp cho chúng ta xây dựng được rất là nhiều content trên mạng xã hội youtube facebook social ha các bạn ha ngoài ra nó còn giúp cho các bạn xây dựng blog kiếm tiền À, làm video YouTube nữa thì trong khu khổ này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta thực tập về cái phần à, mạng xã hội chúng ta sẽ bấm vào cái nút star ở đây OK các bạn sẽ kích vào để chúng ta đăng ký một cái tài khoản free ha các bạn ha nếu các bạn nào chưa có tài khoản thì chúng ta kích vào à, đăng ký với lại Google còn mình đã có tài khoản rồi mình sẽ login vào bên trong luôn các bạn sẽ nhìn thấy bên phía tay trái của chúng ta nó sẽ có cái tab là Social các bạn thấy chưa? ha à, trong khu vực này nó sẽ có rất là nhiều mục thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta xây dựng với lại facebook post trước nếu các bạn muốn viết nội dung cho mạng xã hội facebook thì chúng ta sẽ yêu cầu nó giúp cho chúng ta tạo ra một cái lượng content ở đây mình ví dụ như là à, cách kiếm tiền với youtube hả các bạn ha đây mình sẽ yêu cầu nó là à, cách kiếm tiền với lại youtube sau đó mình sẽ mở cái thằng này ra mình sẽ bật chế độ là việt ngữ thôi các bạn ở đây là chúng ta sẽ nói về cái chủ đề chúng ta cần chia sẻ mình muốn chia sẻ là cách kiếm tiền với lại youtube hả các bạn ha và chúng ta bấm vào create content rồi các bạn thấy một cái điều rất là xịn sò đó là bên tay phải của chúng ta ngay lập tức content nó chạy ra nhưng nó có gắn thêm icon nữa các bạn và đặc biệt á, nó sẽ viết cho facebook viết cho mạng xã hội thì nó sẽ gắn thêm hashtag ở đây nữa YouTube kiếm tiền, YouTube tiện ích thành công các bạn thấy chưa? À, nếu các bạn làm tiếp thị liên kết các bạn viết một đoạn nội dung như thế này và chúng ta gắn lên tiếp thị liên kết vào ở dưới đây thì rất là tuyệt vời. À, đó chính là cái tính năng đầu tiên của cái phần AI này. Và các bạn cứ liên tục nhập content vào đây, đưa chủ đề của chúng ta vào thì nó sẽ giúp cho các bạn không cần phải đau đầu nữa mà cũng có được một lượng content rất tuyệt vời. Ok chưa? Tiếp theo không chỉ là Facebook thì trong cái chỗ này nó còn giúp cho các bạn xây dựng content được trên Instagram nữa hả các bạn ha à, Các bạn muốn xây dựng content trên Instagram các bạn làm tương tự giống như mình à, Nó cũng xây dựng nội dung caption cho Instagram Và nó sẽ tối ưu hóa theo à, Nó sẽ tối ưu hóa theo cái content mà chúng ta đưa vào đây Ví dụ à, phương pháp tiếp thị liên kết hiệu quả Mình muốn viết mình một cái chủ đề này trên Instagram caption hả các bạn ha mình sẽ chọn ngôn ngữ là à Việt ngữ, sau đó chúng ta bấm create content. Thì các bạn thấy nó sẽ viết cho chúng ta cấu trúc theo Instagram luôn thôi các bạn ha. Đó chính là cái điều đặc biệt các bạn thấy chưa? Caption. À nếu các bạn nào đã xây dựng content trên Instagram thì các bạn biết cái cấu trúc như thế này là một trong những cấu trúc rất tuyệt vời sẽ giúp cho các bạn lôi cuốn người đọc vào đọc nội dung của chúng ta. Ok chưa? Rồi, rất tuyệt vời các bạn thấy không? Ngoài ra nó còn rất là nhiều mạng xã hội trong khu vực này nữa Các bạn muốn viết cho LinkedIn, cho Pinterest à, hay là cho YouTube thôi các bạn ha à? Các bạn bí ý tưởng cho YouTube các bạn có thể mở cái thằng này lên à, Các bạn bí ý tưởng cho cái content nào thì các bạn cứ mở chỗ này lên Ví dụ ở đây thường thì mình sẽ sử dụng nó để tìm ý tưởng là à, ba phương pháp ba phương pháp học à, marketing online hiệu quả. Đó, các bạn thấy chưa? Chỗ nào mà chúng ta không hiểu, các bạn nháy phải chuột, chúng ta bấm vào Trendlet to tiếng Việt. Đây, chúng ta nhập tiêu đề của chúng ta vào. Những điểm chủ đề chính cần đưa vào video của các bạn là gì? Rồi ví dụ như mình đưa vào chỗ này là mẹo học marketing online, rồi phương pháp học hiệu quả. Đó, phương pháp học hiệu quả. Các bạn hiểu không? Chúng ta sẽ đưa vào những cái cụm từ À mà chúng ta muốn nó target tới. Đối tượng mục tiêu của các bạn là ai? Ví dụ như các bạn thấy nó gợi ý dưới đây không? À là thanh niên. Mình sẽ à target vào đối tượng là trên à 25 tuổi và đang à đang làm mảng à online. Đó. Tiếp tục tới cái phần cài đặt này chúng ta sẽ chọn cái kiểu cấu trúc của nó. Ví dụ như mình muốn chọn cái kiểu là thuyết phục thì chúng ta chọn ở đây. Được chưa? sau đó các bạn sẽ nhấn tạo nội dung uhm, chúng ta sẽ chuyển về cái ngôn ngữ gốc của nó nè à, là tiếng anh thì các bạn thấy chỗ này nó sẽ giúp cho các bạn xây dựng ra được một cái chủ đề mà các bạn chuẩn bị nói trên youtube rất tuyệt vời đúng không các bạn thường chúng ta làm youtube chúng ta sẽ bị bí tưởng nhân đối với cái thằng này nó sẽ giúp cho các bạn rút ngắn thời gian xây dựng content trên mạng xã hội mạng xã hội là nói chung thôi các bạn ha YouTube nè TikTok, Instagram, LinkedIn và rất là nhiều cái chủ đề khác nữa và mình đã tận dụng AI này để giúp cho mình xây dựng rất nhiều content kể cả những mạng xã hội nước ngoài mình không giỏi tiếng Anh mình vẫn làm được luôn thôi các bạn ha và nhờ vào cái công nghệ AI này mình đã kiếm tiền từ một số cái nền tảng ví dụ như là Impact thôi các bạn đây mình đã kiếm tiền từ impact rất là nhiều nhờ vào cái cách chúng ta xây dựng content mình kéo traffic về và mình gắn lên tiếp thị liên kết vào à nhờ đó mà tài khoản này của mình nó có hoa hồng hết các bạn ha ví dụ như ở đây à mình đã kiếm được năm trăm mấy chục đô la trong một tuần lễ nhờ cái công thức này pha lần này hết các bạn ha tức là tài khoản của mình đã đã được add vào rồi mình muốn rút về lúc nào mình rút à các bạn thấy chưa trong À, tuần này thì mình đã kiếm được 338 đô à, la với lại cái công nghệ cái cách sử dụng cái kiến thức của thằng này à, rất là tuyệt vời hả các bạn ha rồi bên cạnh đó mình còn tận dụng AI này để làm cái việc SEO và rất là nhiều tính năng khác tuyệt vời nữa mình sẽ chia nhỏ video ra để mình nói cho các bạn dễ dàng chúng ta hiểu trong khuôn khổ video này mình muốn các bạn tận dụng AI này để xây dựng content trên mạng xã hội nó sẽ giúp cho các bạn tạo cộng đồng chất lượng khi các bạn tạo ra những cái nhóm trên Zalo, tạo ra những cái fanpage, những cái group thì chúng ta hãy chịu khó dùng AI để chúng ta xây dựng content. kể cả website thì các bạn cũng có những tính năng rất tuyệt vời trong khu vực này ha các bạn ha. và khuôn khổ video này mình sẽ kết thúc ở đây. À, và trong nội dung tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chúng ta sử dụng AI này cho nhiều mục đích khác nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn, đừng quên đăng ký và follow kênh của mình để nhận được tất cả những thủ thuật về WordPress, về SEO cũng như về digital marketing nhé.